Rồi, em xin mến chào quý khán giả kênh LTK Bonsai. Em tên Tài, vườn của em tại thành phố phường Khánh Hậu, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Nay em có lập lên một lô linh sam da me, đế hàng đế đẹp và vài cây mai chú thủy nu mặt khỉ, da đen lá lớn, xin giao lưu cùng quý cô chú anh chị gần xa và quý khán giả kênh LTK. Và là đầu nói đầu tiên em xin cảm ơn cô chú anh chị gần xa đã ủng hộ em trong cái clip vừa qua. Và hôm nay em xin giao lưu lô linh sam để em bắt đầu vào cây số 1. Cây số 1 là cây linh sam, lô linh sam là linh sam lá trung da me. Hoành của cây số 1 là 27 và chiều cao cây số 1 là 35 từ mặt bầu cho tới ngọn. Và lô linh sam này em giao lô với đồng giá là 400 ngàn một cây, em bao sống bao ship. Để em quay một vòng cô chú anh chị cùng xem. Số điện thoại Zalo của em là 0931 239 339, cũng là số điện thoại Zalo nha cô chú anh chị. Nếu anh chị cô chú nào hợp nhãn cây nào thì điện thoại em số đó hoặc kết bạn Zalo. Đây, 400 ngàn một cây, em bao sống bao ship toàn quốc. Đế hàng đế đều nha. Rồi em xin xuống cái số 1 lên cái số 2 ạ. Rồi, đây là một cây số 2. Cũng là một cây linh sam bát trung da me. Đây, cây này là cây bay, em xin đo hoành cây số 2. Hoành cây số 2 em đo vị trí này là 25 nha cô chú anh chị. Chiều cao từ mặt bầu là 35. Cái tàn bay ra là 31. Cây này là cây dáng bay. Cũng giao lưu với giá là 400 ngàn, bao sống bao ship toàn quốc. Đây, xem dòng cô chú anh chị cùng xem mà. Nếu cô chú anh chị nào mua hàng số lượng mua sỉ thì liên hệ em số 0931 239 339 thì 10 cây trở lên là em tính giá sỉ cho cô chú anh chị. Bao sống bao ship. Rồi, xuống cây số 2, lên cây số 3. Rồi, cây số 3. Đo hoành cây số 3. Hoành cây số 3 em đo vị trí này là 27. Chiều cao từ mặt bầu tới ngọn là 36, 35. Rồi, cái số 3 em giao lưu với giá là 400 ngàn, bao sống, bao ship nha cô chú anh chị. Rồi, theo một dòng của chú anh chị xem, đế trải đều về mặt bầu hết. Lên da me hết rồi. Rồi, em xin xuống cây số 3. Với giá 400 ngàn, bao sống, bao ship. Lô này em đồng giá 400 ngàn, bao sống, bao ship lên cây số 4. Rồi, em đo hoành cây số 4 của chú anh chị cùng xem. Còn cái số đo vị trí này là 28 nè cô chú anh chị. Chiều cao từ mặt bầu cho tới ngọn là 30. Tàn bay ra của nó là 25. Cây này cũng cây bay. Cốt cành này em có chừa lá còn xanh, cây rất khỏe. Đế trải đều trên mặt. 400 ngàn bao sống bao ship toàn quốc. Cây đế đẹp. Rồi em xin xuống cái số 4 lên cái số 5 ạ. Rồi, cây số 5, cây trực lắc. Em đo hoành. Hoành em đo vị trí này là 27. Chiều cao là 34. Cây số 5, 400 ngàn, bao sống, bao ship, đế trải đều trên mặt đó. Bầu hết nha. Cây này mình nuôi, hàng này mình nuôi tới thành phẩm là đế đẹp là vừa. Cây rất khỏe. Xem một vòng của chú anh chị cùng xem. Cây số 5, 400 ngàn, bao sống, bao ship. Rồi em xin xuống cây số 5 lên cây số 6. Số 6. Đây em đo hoành cây số 6. Hoành em đo vị trí này là 24. 24. Chiều cao là 35. Cây số 6 đồng giá 400 ngàn. Bao sống bao ship toàn quốc. Cốt lắc. Cốt cành cũng có. Thân lắc chuẩn đầu vô đu chuột thân nhọt giót lên. Cây số 6 400 ngàn bao sống bao ship. Cô chú anh chị hợp nhãn cây nào thì điện em số điện thoại 0931 239 339 cũng là số điện thoại Zalo. Sỉ lẻ thì em số lượng còn rất nhiều anh em. 10 cây trở lên làm tính giá sỉ cô chú anh chị nha. Rồi, cây số 6 xuống cây số 6 400 ngàn bao sống bao ship lên cây số 7. Trực lắc. Đế đều hết.
cây số 7 hoành do vị trí này là 28, ngọn là 37. Rồi sang dòng cái số 7 400.000 bao sống bao ship trực lắc ngắt, cây rất đẹp. Cây số 7 lên sang lá trung bông chùm. Rồi em xin xuống cây số 7 400.000 bao sống bao ship lên cây số 8. Số 8 cây bay. Rồi nó hoành cây số 8 vị trí này. Cây số 8 hoành đâu vị trí này là 27 anh cô chú anh chị. Chiều cao từ mặt bầu lên tới ngọn là 32. Rồi xem dòng của chú anh chị xem cây số 8. 400.000 bao sóng bao ship cây số 8. Lá trung bông chùm. Hàng đế đều, đế đẹp. Đế có 8 điểm. Cây rất khỏe. Rồi xuống cây số 8 lên cây số 9. Rồi cây số 9 là cây bay. Cúp lực. Siêu đẹp. Đây, cây số 9 này. Cây này là lùng lực luôn. Cây số 9 hoành đo vị trí này là 28. Chiều cao từ mặt bầu tới ngọn là 25. 400.000 cây số 9. Bao sóng bao ship. Đế rất là đều. Đế. Rồi cây số 9 400.000 bao sóng bao ship. Rồi em xuống cây số 9 lên cây số 10. Đế rất đẹp của chú anh chị. Cũng là một cây bay cây số 10 luôn. Cây bay này siêu phẩm. Đo hoành cây số 10. Cây số 10 hoành đo vị trí này là 24 nha cô chú anh chị. Chiều cao từ mặt bầu là 34. Đường bay của nó là 45. Rồi cây số 10 quá đẹp. Cây số 10 400.000 bao sóng bao ship. Kho lắc. Đế đều. Đế quá lực. Rồi số 10 400.000 bao sóng bao ship. Cúp bay nha. Rồi xuống cây số 10 lên cây số 11. 11 trực lắc. Hoành em đo vị trí này của cây số 11 này. 25. Chiều cao từ mặt bầu tới ngọn 37. 25 37 số 11 cũng 400.000 bao sóng bao ship. Cây cốt lắc trực lắc. Lắc 3D. Cây này lên cây lên hình cây rất đẹp. 11 400.000 bao sóng bao ship. Rồi xuống cây số 11 lên cây số 12 ạ. Đây số 12. Hồi quá duyên. Mười hai hoành đâu vị trí này là 25. Chiều cao từ mặt bầu là 32. 12 400.000 bao sóng bao ship. Cây đế nơm. Mầm mọc lá xanh tươi nè. Cây rất là khỏe nha cô chú anh chị. Rồi xem dòng là 12 400.000 bao sóng cô ship. Cô chú anh chị hợp nhãn cây nào liên hệ em số điện thoại 0931 239 339. Trên 10 cây làm tính giá sỉ cho cô chú anh chị hết nha. Tất cả đều bao ship hết. Cây 13. Hoành em đo cây 13 ở vị trí này là 27. 27 nè. Chiều cao từ mặt bầu là 31. 13. 400.000 bao sóng bao ship. Đế đẹp. Cốt quá dữ. 13. Lá chung bông chùm. Rồi xuống cây 13 400.000 bao sóng bao ship lên cây số 14. Lại một cây bay. Cây chuẩn bay. Hoành năm đo vị trí này là 27. Chiều cao từ mặt bầu cho tới ngọn là 30. Tàng bay của nó là 20 30. Rồi, xem dòng của chú anh chị xem cây 14 400.000 bao sóng bao ship đế đều trên mặt đất. Mặt của ba đế hết, mặt bầu hết, mặt khúc lắc đều hết. Cây này quá đẹp luôn, đa số mấy cây bài đẹp. Rồi 400.000 bao sóng bao ship cây 14, em xin xuống cây 14 lên cây số 15. Rồi cây 15. 15 hoành em đo vị trí này là 29 nè của chú này. 29 tính 28 đi.
chiều cao là 41. Đây xe dòng 400.000 cây số 15. Bao sóng bao ship. Cốt sơn lắc lượng. Cây rất khỏe, đế quá đẹp. Rồi xuống cây 15 lên cây 16 400.000. Cây 15 400.000 nhưng cũng đồng giá luôn. Rồi cây số 16 xin bo hoành vị trí này là 27. Chiều cao là 29. 400.000 cây 16. Bao sống bao ship. Cây khô rất là khỏe, bây giờ bứng lên lá nó còn xanh, lá heo cây. 16 400.000 bao sống bao ship nha cô chú anh chị. Đế trải đều trên mặt bầu hết. Rồi xuống cây 16 lên cây số 17. Đồng giá 400.000 bao sống bao ship không? Anh em hợp nhãn cây nào thì liên hệ 0931 239 339 cũng là số điện thoại Zalo. Ship trên toàn quốc. Những cây mới thanh toán. Kiểm tra đúng cây, cây khỏe 27. Cây số 17 là hoành số 27. Chiều cao từ mặt bầu là 33. Này số 17 400.000 bao sống bao ship. Hút cạnh đa số là em có chừa để hết. Về cho anh em dễ đánh. 17 400.000 bao sống bao ship. Rồi xuống cây số 17 á. Lên cây số 18. Đa số là trực lắc cô chú anh chị. Hoành em đo cái vị trí này của cây số 2 18 là 27 luôn nha cô chú anh chị. Cao là 31. 18 400.000 bao sống bao ship. Quá đẹp luôn 18. 400.000 bao sống bao ship. Rồi xuống cây số 18 lên cây số 19. Hoành 19 em đo vị trí này là 25. Chiều cao từ mặt bầu lên tới ngọn 30. 19 400.000 bao sóng bao ship. Đế đẹp co lắc. Trực lắc. Nè cốt cành em có chừa hết nè. 19 400.000 rồi xuống cây số 19 lên cây số 20. Đồng giá 400.000 hết nha cô chú anh chị. 10 cây trở lên là em tính là giá sỉ nha. Bao ship bao sóng toàn quốc. Rồi cây số 20 đo vị trí này là 27. Và chiều cao là 31. 20 400.000 bao sóng bao ship. Cây quá lực đế đều trên mặt bầu hết. 400.000 cây 20 bao sóng bao ship. Rồi xuống cây 20 lên cây số 21. Quạnh vào vị trí này là 25. Chiều cao là 40. 21 400.000 bao sóng bao ship luôn. Rồi xe của chú anh chị xem đế đó. Cây là tất cả đều khô rất là khỏe của chú anh chị. Rồi xuống cây số 21 lên cây số 22. Cây thiệt lắc. Đa số là thiệt lắc nhiều. Hai đoàn đo vị trí này là 26 đến 25, tại đây nó có cái mắt 25. Cao từ mặt bầu là 31. 22 400.000 bao sóng bao ship. Rồi. Dàn đế là của chúng chị. Tất cả cây đều đế đẹp hết. Rồi xuống cái hầm 2 lên cái số 23. 400.000 bao sóng bao ship đồng giá hết nha cô chú anh chị. Đo hoành cái 23. Hoành 23 đo vị trí này là 26 nha cô chú anh chị. Và chiều cao từ mặt bầu là 26. Ê, 26. 23 400.000 bao sóng bao ship, cây rất là khỏe, lá còn xanh mướt trên cây hết. 23 đế nè, ghê. Yeah. Bao sóng bao ship. Nếu cô chú anh chị hợp nhãn cây nào thì điện 0931 239 339 là số điện thoại Zalo của em á. 10 cây trở lên làm tính giá sỉ hết. Bao ship tận nhà, kiểm tra cây, đúng hàng, cây khỏe em mới thanh toán. Rồi 23 400.000 lên xuống á, lên cây số 24.
Cây 24 vành đo vị trí này là 24 luôn nha cô chú anh chị. Và chiều cao từ mặt bầu là 29. 400.000 24 bao sống bao ship cốt cành có sẵn hết. Rồi 24 400.000 rồi xuống cây 24 lên cây số 25. Cây 25 hoành em đo vị trí này là 25 luôn. Cao là 24 luôn. 25 400.000 bao sống bao ship. Đấy rất đẹp, cây rất khỏe, bao sống bao ship của cô chú anh chị an tâm luôn. 25 400.000 rồi xuống cây 25 lên cái số 26. Rồi 26. Lô này đồng giá 400.000 hết, 10 cây làm tính phí lên là tính giá sỉ nha cô chú anh chị. 26, hoành 26 luôn, cây 26 hoành 26. Chiều cao từ mặt bầu là 29. 400.000 26, bao sống bao ship đế rất là đẹp. Linh sam lá trung bông chùm. Hàng đế thì có 8 điểm hết. Cây rất là khỏe. Rồi 400.000 cây 26 xin xuống. Xuống cây 26 lên cây 27. Hai bảy hoành đồ vị trí này là 25 và chiều cao là 40. Cây 27 400.000 bao sống bao ship. Rồi xuống cây 27 lên cây số 28 trực lắc cũ dần dần. Hoành cây 28 là 27 à. Chiều cao từ mặt bầu là 28. 400.000 bao sống bao ship. Cây rất là lực. Rồi 400.000 cây 28 bao sống bao ship. Rồi xuống cây 28 lên cây số 29. Anh em hợp nhãn cây nào thì điện 0931239339 là số điện thoại cá nhân và số điện thoại Zalo của em dùng em tại phường Khánh Hậu, phố Tân An, tỉnh Long An nha. Rồi xin đo cây hoành cây 29. 29 hoành đo vị trí này là 24. Cao là 40. Rồi 29 bao sống bao ship 400.000. Rồi xuống cây số 29 lên cây số 30. Xuống lấy cái chậu nhựa dưới tán. Cây số 30 là một cây bay của chú anh, cây đổ của chú anh chị. Đây em để chậu của chú anh chị dễ xem. Đây, cây đổ nè. Cây 30. 30 hoành năm đó tại vị trí này là 20 25. Tàn đỏ của nó là 40. 40. Cây 30 400.000 bao sống bao ship. Cây đổ tắt 3D sẵn luôn, rộng ha. Rồi xuống cây 30 400.000 bao sống bao ship. Rồi lên cây số 31. Mà mốt quạnh đo vị trí này là 27. Chiều cao từ mặt bầu là 28. 31 400.000 bao sống bao ship đế đều với mặt bầu hết. Rồi. 31 400.000 bao sống bao ship xuống cái 31 lên cái 32. 32 là cái bay cốt lực. Đây. Đó. Quạnh to này. Đế đầu. Hoành chỗ này là 30, 30 hơn. Chiều cao là 30 luôn. 32, 400.000 bao sống bao ship. Rồi xuống cây 32 lên cây số 33. Là cái quái. Ba ba quanh đo vị trí này là 25 mà cô chú anh chị. Và chiều cao là 32. 33. 400.000 bao sống bao ship. Gốc dặn đế đều. Rồi xuống cây 33 lên cây 34.
đồng giá 400 ngàn, bao sống bao ship 10 cây, làm tính giá sỉ nha cô chú anh chị. Đo hoành cây số 34, ở vị trí này là 29, chiều cao là 38, 35, tầng bay của nó là 30. Xem dòng của chú anh chị 34, 400 ngàn, bao sống bao ship. Rồi xuống cây số 34, lên cây số 35, hoành ông vị trí này là 26, chiều cao từ mặt bầu là 37, 400 ngàn, 35, bao sống bao ship. Rồi lên cái số 36, okay. Hoành vào vị trí này có cây 36 là 27 nè. Cao từ mặt bầu thích này 22. 36 400 ngàn, bao sống bao ship. Cây đều, cốt đều, rễ cũng đều, bầu. Rồi xuống cây 36 400 ngàn, bao sống bao ship, lên cây số 37. Rồi đo quanh cây 37, tại vị trí này là 27 cô chú anh chị. Và chiều cao là 31. Đây xem nhận của chú anh chị cùng xem. 400 ngàn cây 37, bao sống bao ship. 10 cây làm tính giá sỉ cho cô chú anh chị nha. Ship toàn quốc bao sống luôn. Rồi xuống cây số 37 lên cây số 38. Cái quái. Hoành cây 38, đo vị trí này là 25, 24 đi. Chiều cao vị trí này em đo tới ngọn là 27, 400 ngàn, 38. Bao sống, bao ship, cây này là cây quái, qua quái. Rồi lên cây số 39. Hoành cây 39 em đo vị trí này 29 nha cô chú anh chị. Chiều cao là 33. Tàn bay của nó là 30. 39. Đấy rất là đẹp. Đo vị trí này 39 là 400 ngàn, em bao sống bao ship. Đấy rất đẹp, xoay vòng cô chú anh chị cùng xem. Rồi xuống cây số 39 lên cây số 40. Đây, 40. Hoành là 23. Chiều cao từ mặt bầu là 28. 400 ngàn, bao sống, bao ship. 40. Cây rất là khỏe nha mọi người anh chị. Rồi xuống cây 40 lên cây số 41. Hoành em đo vị trí này là 26, chiều cao là 30, 400 ngàn, bao sống bao ship cái 41. Cây rất là khỏe, bao sống bao ship hết, có bầu đất cho cô chú anh chị an tâm. Rồi lên cây số 42. Hoành 42 em đo vị trí này 23, chiều cao từ mặt bầu là 27, 42, 400 ngàn của chú anh chị, bao sống bao ship hết. Rồi lên cây số 42, lên cây 43. 43 là trực lắc. Hoành em đo vị trí này là 24 của chú anh chị, cao là 37, 43, 400 ngàn, bao sống bao ship.
Này 43 này. Rồi số 43 lên 44 á. Chậu. Cái chậu rồi. Cái 44 là cây đổ luôn nha. Về mình dựng đổ lại nha. Do đó em trồng trên mặt về mặt bằng á. Em lấy gọng thôi, gọng đổ thôi. Quanh em đo vị trí này là 21. Tàn đỏ của nó là 40, 44, 400 ngàn, bao sống bao ship. Rồi xuống cây số 44 là cây số 45. Hoành cây 45 đâu vị trí này là 26, chiều cao là 37. Cây 45 400 ngàn bao sống bao ship. Rồi xuống cây 45 à. Cây 46 là cây quái, câu quái. Hoành cây 46 hoành vị trí này là 25, cao từ mặt bầu là 30. 46 400 ngàn bao sống bao ship. Rồi xuống cây 46 lên cây số 47. Chực lắc. Hoành em đo vị trí này là 25. Chiều cao từ mặt bầu là 31, 32. 47 400 ngàn bao sống bao xếp của chú anh chị nha. 47. Rồi xuống cây 47 lên cây số 48 là một cây bay. Bay rất đẹp. 48. Lô này là bay, là bay chuẩn. Quanh cây 48 ở vị trí này là 28. Chiều cao là 37. 48 400 ngàn bao sống bao xếp quá rẻ. Đấy quá đẹp. Rồi số 48 lên cây số 49. Em đo vị trí này là 26, cao 29, 49 400 ngàn bao sống bao ship. Đế quá đẹp. Rồi em lên cây 50. Đây, 50. Rồi hết cây lên xanh, em lên cây mấy chứng thủy của chú anh chị. Hoành là 26, 50 hoành 26, cao là 30, 50 400 ngàn bao sống bao ship. Rồi em lên cây mai chứng thủy đầu tiên, cây đâu mai chứng thủy số 62. Mai chứng thủy đeo mã số 62. Hoành em đo vị trí này là 29, 29 nha cô chú anh chị. Chiều cao là 45, 62. Em giao lưu với giá là 750 ngàn bao sống bao ship, nu mặt khỉ nha cô chú anh chị. Để rất đẹp, nu rất nhiều. Rồi 60, 750 ngàn, 62 chứ, 750 ngàn bao sống bao ship. Rồi em lên cây số 63. Sáu ba hoành em đo là 28, chiều cao là 52. 63 750 ngàn bao sống bao ship. Rồi xuống cây 63 lên cây 64. Cây 64 cốt lực. Hoành em đo vị trí này của cây 64 là 32 nè, 750 ngàn cây 64 luôn. Mà chứng thủy đồng giá 750 ngàn hết nha. Quả cao là 52, nu mặt khỉ, da đen nó lớn. 64 750 ngàn bao sống bao ship. Rồi lên cây số 65. Cốt kinh khủng. 65 hoành là 35, chiều cao là 63,
750.000 cây số phân 6 năm luôn. Bao sống bao ship luôn, cây này khủng khiếp luôn. Rồi lên cây số 66. Hoành ẩm đo vị trí này là 27. Chiều cao là 65. 750.000 bao sống bao ship cây số 66. Nu rất là nhiều nha cô chú anh chị. Rồi xuống cây 66 lên cây số 67. Hoành ẩm đo vị trí này là 32. Chiều cao từ mặt bầu là 43. 67. 750.000. Rồi em lên cây số 68 là cây cuối cùng của clip ngày hôm nay nha. Đồng giá mà chú thủy nụ mặt khỉ 750.000. Rồi cây số 68 là cây cuối cùng. Lột phát. Em đo hoành vị trí này là 30 ha. 32 á. Chiều cao từ mặt bầu cho tới ngọn là 67. 750.000 cây số 68. Rồi em xin chào. Rồi xin chào cô chú anh chị gần xa. Cô chú anh chị gần xa có xem cây nào hợp nhãn thì liên hệ số điện thoại của em là 0931239339. Bên em có sỉ lẻ, giá sỉ lẻ cho cô chú anh chị 10 cây trở lên làm tính giá sỉ của cô chú anh chị nha. Rồi xin chào cô chú anh chị ạ.